Nội dung bài học tiếp theo, tôi hướng dẫn cho các bạn hạch toán phiếu báo nợ với nội dung là trả tiền lãi vay ngân hàng. Khi công ty chúng ta vay tiền ngân hàng thì hàng tháng chúng ta phải trả lãi vay. Lãi vay này được ghi nhận vào chi phí của doanh nghiệp trong trường hợp nếu như công ty chúng ta vay tại thời điểm đó nhưng tiền mặt hoặc tiền gửi chúng ta nhỏ hơn số tiền mà chúng ta vay thì lúc đó lãi vay đó được ghi nhận là chi phí hợp lý. Còn trong trường hợp công ty chúng ta vay tiền ngân hàng tại thời điểm đó nhưng tiền mặt hoặc tiền gửi của chúng ta nhiều thì lãi vay đó không được ghi nhận là chi phí hợp lý. Đối với lãi vay thì tài khoản sử dụng là tài khoản 635 chi phí lãi vay và tài khoản 112 tiền gửi ngân hàng. Khi chúng ta trả tiền lãi vay sẽ làm tăng chi phí và làm giảm tiền gửi. Do đó nghiệp vụ hạch toán nợ tài khoản 635 và có tài khoản 112. Chúng ta thao tác trên phần mềm MISA như sau. Các bạn vào phân hệ ngân hàng, chọn chi tiền, chọn số tài khoản ngân hàng công ty chúng ta. Đối tượng là ngân hàng, lý do các bạn là ghi là lãi vay ngân hàng. Ngày hạch toán, ngày chứng từ, ngày 14 tháng 2. Số tiền là 1.520.112 đồng. Hạch toán nợ tài khoản 635 có 1121. Số tiền 1.520.112 đồng. Hạch toán xong thì các bạn nhấn cất để hoàn thành việc hạch toán. Phần mềm cập nhật chứng từ trong phân hệ ngân hàng, tab thu chi tiền, chọn kỳ và số tài khoản ngân hàng các bạn cần xem, nhấn lấy dữ liệu. Nếu như hạch toán sai, các bạn click mở chứng từ ra, nhấn bỏ ghi và nhấn sửa. Sửa xong thì chúng ta nhấn cất. Các bạn nhớ phản ánh đúng vào tài khoản lãi vay 635. Còn trong trường hợp nếu như mà công ty chúng ta tiền mặt nhiều mà phát sinh lãi vay thì lãi vay này các bạn hạch toán thẳng vào 811 và khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp thì chúng ta tự gạt số tiền này ra ở chỉ tiêu B4 trên tờ khai chính quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm. Tôi vừa hướng dẫn cho các bạn hạch toán phiếu báo nợ trả tiền lãi vay ngân hàng trên phần mềm MISA.